Đây là những con két. Con két. Đây là những con chim. Trong lòng. Bay tới bay lui. Con này nó tỏ vẻ thương nhau quá. Tối ngày nó cứ ở gần nhau vậy. Đây là tình yêu của loài chim. Con két. Đây là mấy con chim đen, màu đen. Nó bay tới bay lui. Có cái lồng nhỏ xíu vậy mà nó bay tới bay lui, bay tới bay lui. Chừa quá. Cái cây nó lắc qua lắc lại cho nó chơi vui. Đó, nó nhảy tới như đuôi, thấy không? Ừ, như nít chơi vậy đó. Đây là mấy con chuột, nó nằm ở trong mấy đám cỏ. Đó, cứ nằm trống cho nó ấm. Còn cái chuột này bơi, bơi kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn. Chuột này nhỏ lắm. Hai con nó đến gần nhau. Chuột này nằm lên mình người khác đang ngủ, đang cho nắm. Đó, thấy nó ngủ chưa? Đứa trên thì nó leo lên, đứa dưới thì nó ngủ. Con này thì đang cắn cái đuôi, không biết làm gì, không biết. Chắc nó ngứa cái đuôi. Nhưng mà nó ngứa cái đuôi. Con này leo lên con kia. Đó, thấy chưa? Thấy vui chưa? Thì nó ngủ chung nhau đó, đừng nằm ngủ đó. Đây là đồ ăn người ta cho là nó ăn đó, đồ cho đủ vitamin. Đây một đám chuột nữa, mấy con này thì hơi lớn hơn chút, nó cũng đang ngủ. Con không ngủ. Đây quay gần để cho các bạn thấy nó làm gì. Đây chứ nó ăn cái gì hay là nó thở à, được ăn. Được, chuột nó nằm ở trong cái nhà của nó, nhà nó nhỏ cũng đừng ăn. Đẹp vậy không? Đây là mấy cái đồ bán cho mấy con chim đó, cho con chim mà con thỏ cho chuột ăn vậy đó. Đây là mấy cái lồng. Cái lồng chim đây. Cái này là đồ săn sóc cho mấy thú vật. Đó, thấy cái lồng chim lớn không? Đủ thứ lồng chim, cỡ nào cũng có. Cái này cho mấy con chim nó leo lên rồi nó uống nước. Rồi đồ chơi cho mấy con chim là chim nó leo thang nè, thấy không? Để leo cây này kia. Đây cái này là mấy cái ổ cho chim, ổ cho chim nó đẻ rồi nó ấp. Đây mấy nhà cho mấy con chim nó vô nó đẻ nè, để ta treo lên cây. Đây là mấy cái hồ cá nó làm đẹp đây không. Hồ cá nó làm đẹp đây, trong đó có chiếc cái tàu lớn.
Hầu cá đẹp nha. Với mấy cái hầu nhỏ. Cái hầu nhỏ. Có mấy hầu là để nước chảy cũng đẹp. Có mấy cái cây này là để trong nước cho nó sống. Rồi để cá vô cho có cây cho mấy cá nó thích. Đó nè. Đó mấy cây nó nằm trong nước á. Nó sống trong nước. Tới mấy cái hồ cá đẹp ra không? Đó. Cá này là cá nó làm sạch, nó làm sạch cái hồ đây. Cá này nè, nhiều loại cá đấy chưa, đó, đủ thứ màu, quá xinh đẹp, đủ thứ màu. Đây là cá màu đen, đây gần cho bạn thấy đen đẹp không, đủ thứ màu. Có rồng ở dưới biển nè, bây giờ nghĩ bác thấy nè, rồng đẹp vậy không, có cây có bông gì này, qua dưới biển luôn đó. Có rồng dưới biển luôn. Đây con cá này. Cá đó nó làm sạch hồ. Được thứ cá hết. Cái cá này nó có rằn, sọc rằn đẹp. Đây con cá đẹp trắng, cá này nó cũng có sọc răng, nó màu vàng vàng xanh xanh. Con cá gọi là cá đá đây, cá này nó để hai con rồi nó đá dữ lắm, đá tới chết thôi. Cái này nó cũng rằn rằn riêng.